Indonesia, Gedesima Suratawa. Bắt đầu có thể thấy là ngay từ thời điểm xuất phát, các vận động viên ở từ đường đôi số 4 và số 5 đều đã nhanh chóng tạo ra sự bứt phá. Rất nhanh ở đường bơi số 3 đang là vận động viên có bước kết thúc tốt nhất. Như vậy với những đội tuyển đó là Suratawa, vận động viên của Indonesia hiện đang giữ kỷ lục ở cự ly này, tiếp tục giữ được thành tích tốt nhất trong cuộc thi chung kết. Ở vị trí thứ hai đó là vận động viên của Philippines trên đường bơi số 4 Gerard Dominic Jacinto.